môn gì đó. Để thôi anh chờ anh Cường nha, em với Diễm về trước ha. Ừ. Bye anh. Rồi hai đứa đi về nha. Dạ. Ê Cường. Hey. Bạn Hiền. Cha bộ đồ đẹp nha, nhìn giống bồi bàn nè. Thôi nhanh đi mày, để giờ của tao rồi kìa. Ê trời quên. Quên đi quên nói là bạn gái tao đón tao. Trời đất ơi thằng quỷ. Sao không nói trước? Xin lỗi. Làm tao bỏ hết công chuyện giao hàng qua đón mày á. Đi trễ về cha quản lý cha còn chửi tao nữa. Thương mình sắp có đợi người khác cho. Mà bạn gái mày tới chưa? Không biết nữa đang. Ê tới rồi. Ơi, sao già hơn lần trước luôn vậy? Đâu có, con bé này là trẻ hơn con lần trước đó chứ, mà tại cái mặt nó già hơn. Đi nha, bye bye, cái gì gặp sao? Có khách đến. 2, 3. Ăn là no, gọi là có, thấy là thèm, nhìn là ghiền. Yeah 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 yeah. Ăn là no, gọi là có, thấy là thèm, nhìn là ghiền. Yeah 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 yeah. À. Nhảy té trừ 50 ngàn. Không phải anh ơi, em nhảy rành lắm á, mà tải khăn lạnh. Rớt khăn mà không chịu lụm, vô trách nhiệm trừ tiếp 50%. Nhưng mà anh ơi, nói nữa là tôi trừ thêm tiền. Đừng ra làm cái gì, lấy tôi ly cà phê đá coi, hơi ngọt cái chứ. Đi đi. Dạ. Cảm ơn chị, lần sau nhớ tới ủng hộ nha. Ai à? Trời ơi, đau quá. Me là dính liền. Lỗ tai tôi thính lắm. Ghi vô sổ. Hỏi chỉ trỏ gì hết. Nè nhìn đi, thấy không? Trang không vi phạm, Bình không vi phạm, Diệp 1 dòng, Minh 2 dòng, còn Hùng, wow, 2 trang. Thấy không? Ngạc nhiên quá phải không? Đây nè, mấy tháng trước trừ 10 triệu vụ mất chiếc xe, 2 ngày đi thôi, vậy mà gần tất cả 1 triệu đồng. Đọc cho nghe, 3 giờ chiều chợt té làm rách đồng phục dưới mông trừ 100 ngàn, 5 giờ chiều làm gãy đôi đũa trừ 50 ngàn, 7 giờ tối làm đổ nước mắm lên đầu khách trừ 150 ngàn, sáng hôm sau đi làm sớm trước giờ quy định nhà hàng trừ 160 ngàn. Ê, cái gì mới đây, trừ 50 ngàn, đụng đầu vào kiến. Anh bỏ lỗi này giùm em đi. Bỏ hả? Biết cái kiến này giá trị sao không? Phong thủy của bà chủ đó, nếu mà bể một cái là bà đuổi việc, hiểu chưa? Vô dọn dẹp đi. Cảm ơn em. La nó riết á, mà khang cổ luôn á. Nè, em là tốt lắm á. Hôm qua họp á, em hứa anh sao? Nhớ đừng vi phạm nha. Dạ em nhớ. Thôi đi làm việc đi. Dạ, thôi em đi nha anh. Ừ. Mới thì nói xong, nó pha ly cà phê thiếu đậu thành kẹo đen. Cẩn thận, cẩn thận em. Làm cái gì mà bấm nhiều dữ vậy? Tại sao nói chồng lên đó anh ơi? Từ từ, cẩn thận. Đó. Trời, cái thằng này làm mình đau tim hoài. Trời ơi, trời. Không. Biếu. Dạ. Mày giấu ai hả? Dạ. Vô. Từ từ đó, cẩn thận. Không phải thằng Hùng là bể. Thằng nào là bể? Thằng nào? Dạ em. Ôi trời. Mình ơi là mình. Em mới hứa với anh tức thì, bây giờ em làm bể. Bể mấy cái? Dạ một. Một cái tô, không sao. Một cái tivi. Ừ, cái tivi. Trừ tiền mày 2 triệu 2. Đi vô làm gì đi. Dạ. Không đâu. Không. Biết. Dạ. Nè, đi giao hàng cho người ta nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ.
Dạ em biết rồi. Đi. Đi đâu hả? Ra sau lấy hàng. Thấy chưa, thấy chưa? Nè, hết khăn rồi nè. Rồi gắn khăn vô. À mấy đứa có khách, có khách. Ăn là no, gọi là có, nhìn là ghiền, thấy là thèm. Trời ơi xấu quá. Mấy đứa lát rảnh chạy múa lại cho anh nha. Nhờ bà cổ vũ dễ thương của chị đó. Em đi mua sắm với chị không? Bộ mới hút hụi hả? Sao đuổi sắm đồ? Là sale mà, đi hương. Đi, đi chứ. Em là ai? Hello, anh là ai? Look around, look around, let me. Đời có lúc không như ta luôn chờ mong. Làm việc tốt thế mà sao cứ lông đông. Đừng có chán lan, chưa nên buông xuôi là xong. Vì đó là việc ta nên làm. Đầu đường phơi xóm chẳng mấy ai hiểu được ta. Ngày ngày than than chỉ thấy những phong ba. Nhiều người trách móc khi con tim ta buồn hiu. Chỉ vì ta không được may mắn. Việc gì đến sẽ đến hay tốt với bao người. Giờ ta sẽ thấy ra niềm vui. Cuộc đời kia cho ta đôi lúc hay cô đơn. Dù gian khó ta vẫn luôn cười tươi. Rồi bây giờ qua mới được rồi đó chú ơi. Thôi chú đi mạnh giỏi nha. Thôi chú về nha con. Chúc sức khỏe con. Dạ. Hả? Trời ơi. Chết rồi. Xe mất tiêu rồi. Chết tôi rồi. Anh Hùng ơi chị Hiền. Ủa? Anh Hùng, có chuyện gì vậy anh? Xe anh mới để đây mà mất tiêu rồi. Trời ơi, sao mất vậy anh? Thì anh có xe, anh dẫn ông già mù băng qua đường. Anh quay lại là xe mất liền à, nhanh dễ sợ luôn. Trời ơi, giờ làm sao đây trời? Trời ơi, mất xe rồi, đền chứ sao. Mà anh có xe đâu mà đền. Chiếc này chiếc thứ hai rồi. Không, không. Nhờ Hiền chở anh ra cửa hàng giùm đi. Trễ giờ rồi. Ừ, chị Hiền Linh Hùng về tiệm đi. Em đi sửa âm về cũng được. Vậy hả? Cầm đi. Nói cho cậu biết. Cái câu chuyện của cậu kể không có xảy ra trong cái thời buổi hiện đại này. Nhưng mà ông già mù đó không thể nào băng qua đường được anh à. Ông không băng qua đường được thì có con cháu ông lo, gia đình ông lo, thậm chí xã hội lo. Mất máu gì tới cậu. Nhiệm vụ của cậu là phải đi giao hàng đúng nơi, đúng chỗ, đúng giờ, đúng giấc. Dạ, em xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì? Đúng đó là cậu xin lỗi. Vì cậu làm điều tốt mà mất cái chiếc xe. Bây giờ tôi ăn nói chứ sao bà chủ. Hay là em đền chiếc xe của em để đi giao hàng nhanh. Cái gì? Đền chiếc xe. Đền chiếc xe. Có biết cái xe mình chưa? Cái xe của cậu chứ là chiếc xe cà tàn. Đạp 80 lần nó chưa nổ nữa. Đẩy xe tới nhà người ta, lúc đó khách nó no rồi. Hiểu chưa? Không nói nhiều. Với cương vị là quản lý của nhà hàng này, quyết định
từ đây về sau cậu làm không ăn lương. Lấy lương đó trả vào chiếc xe. Không được anh ơi, em còn chi phí ăn uống hàng tháng nữa. Khỏi ăn đi, uống nước cho nó quen. Sao anh vô tình quá vậy? Gì? Vô tình hả? Trời ơi, cậu Hùng nói tôi vô tình kìa. Đó, có mấy anh mấy chị làm chứng nè. Mấy anh mấy chị thấy tôi có vô tình không? Thấy thằng Hòa quản lý nhà hàng này có vô tình không? Hả? Thấy chưa? Cậu thấy chưa? Im lặng là đồng ý. Không lắc đầu có nghĩa là đồng ý với tôi. Là tôi không hề vô tình. Tôi yêu thương mấy người, lo lắng cho mấy người từng miếng ăn, giấc ngủ, đúng không? Thôi, họp xong rồi, đi làm việc đi. Định đánh cắp giờ của nhà hàng hả? Ủa? Anh chịu tập tụi em vô đây họp mà. Thì họp xong rồi đi làm đi. Anh Quả, tự nhiên kêu anh đừng làm việc tốt, em thấy vô lý quá. Tự nhiên người ta đang làm người tốt, kêu đi làm người xấu. Nhưng mà nếu là em, chuyện xấu đầu tiên em muốn làm là chuyện gì? Việc xấu đầu tiên em muốn làm đó là quýnh Gia Hòa. Hả? Trời ơi. Trời anh Tám, làm gì mà bịt mặt mày kính mít vậy? Làm gì tao không biết vậy? Đi từ đằng xa mày tao biết tướng liền à. Đi hả? Uống gì đây? Tôi đi cà phê đen đi. Cà phê đen ha? Ừ. Mà khoan. Hả? Sáng giờ cha Tư ra đây chưa? Yên tâm đi, sáng sớm là có mặt cả rồi. Mà ông làm gì hai cha này? Kỵ nhau như nước với lửa vậy? Kỳ cục quá. Ờ, à, lấy cà phê cho. Ừ. Trời ơi, Cáp, làm gì mà che khẩu trang lại vậy? Nè, nhìn cái xe của anh đậu ở đây, làm ta biết đâu. Bởi vì trong cái xóm này không ai mà đi cái xe mà bèo ngàn năm này của anh hết á. Lột khẩu trang ra đi. Đó, thấy không? Mà tôi hỏi anh nè, mắc mớ gì anh trốn tôi? Tôi có làm gì anh mà anh trốn tôi? À, tôi uống cà phê ở đây tôi không thích nghe bom nổ. Đó, nó bậy không? Ý anh nói tôi nổ gì? Còn gì nữa? Cái đó là người ta trong xóm này người ta đặt cho tôi cái tên tư nổ. Chứ tôi đâu có nổ gì đâu. Tôi nói chuyện đàng hoàng, thực tế, không có nổ. Thấy không? Nhớ đó nha. Ừ. Vậy là bữa nay uống cà phê với tôi á thì bỏ cái tật nổ nữa nghe chưa? Rồi, không nổ. Thôi, từ hồi mua cái SH là không nổ nữa. Đó. Quên. Uống gì vậy? Anh uống cà phê hả? Cà phê đen. Anh Tư, uống gì? Cho tôi ly cam, sữa đá, hột gà, chanh muối nha. Vậy thì sao uống? Uống vậy mới bổ. Chứ uống chứ kêu từng ly chi cho nó mất công. Sẵn đây vậy nè. Gì nữa? Gặp anh Tám. Tôi mời anh Tám vài bữa nữa ra mắt con gái tôi á. Anh qua anh chơi cho vui nha. Qua đi. Tôi nói anh mà không qua là anh mất nửa cuộc đời. Trời ơi anh nhìn đi, anh ăn sạch bát hết trơn rồi. Buồn mà ăn nhiều hết sợ luôn á. Nổn ha, bày đặt. Nóng lộn. Chân lộn chứ cút lộn. Nhỏ xíu à. Ăn sao no. Ăn nóng lộn mới no. Mà không biết tại sao nãy giờ ăn quá trời quá đất luôn mà không hết buồn. Sao kỳ quá vậy ta? Thôi buồn hoài, chỗ nãy giờ anh than hoài luôn á. Khổ lòng buồn kêu em đang ngồi tâm sự. Mà em nói thiệt á, chia tay bạn gái thôi á. Đời thiếu gì con gái. Anh nhìn cái quán này đi. Nhìn đi. Anh, phía sau lưng em á có một người á, nãy giờ em để ý nhìn anh hoài luôn á. Ai?
giỡn với anh đó hả? Không có người này thì có người khác. Anh ơi, khi tay bạn gái mà làm như mẹ mất vậy á. Em có tin vào số mệnh không? Số mệnh hay không á là do mình. Cứ gặp cái chuyện gì bé tắc một cái là than khóc. Thằng ông gì kỳ cục ghê luôn á. Thôi về, hôm nay anh với em Hùng, bữa nào anh lãnh lương, anh bao em nha. Trời đất ơi, em muốn con lon nước ngọt mà bắt em Hùng hả? Cái gì vậy? Tiền. Trời ơi, ăn uống quá trời luôn rồi. Có 7.000 vậy. Thôi, anh giữ luôn đi. Cất đi, em trả cho. Mình anh có đợt nào cũng vậy hết trơn á. Anh hết tiền rồi. Chị ơi, tính tiền. Ở trên thành phố á, anh đâu có người thân đâu. Vì vậy mỗi lần có chuyện vậy buồn á, anh đều tâm sự với em. Ở dưới quê á, hồi nhỏ anh còn có mẹ lo. Bây giờ mẹ anh mất rồi, nên anh xem em á như là mẹ của anh vậy. Trời ơi, cái gì lãng dữ. Nói chuyện đi coi, cũng em với mẹ anh. Đi nhậu nữa đi. Thôi, tháng em mong anh đừng gặp cảnh này lần thôi là em vui lắm rồi. Mời bữa trước hứa không để chuyện gì xảy ra. Giờ nhậu vô, làm em quay. Ủa, ngồi quá. Đi nhậu nữa đi. Thôi, nhậu nữa đi. Anh làm bèo nó quăng này, xuống đi. Mệt quá. Tiên đã mệt chết rồi. Em bèo hoài. Đạo quá. Mình quá. Mà bạn trai em đâu? Không bao giờ thấy em giới thiệu bạn trai cho anh biết gì hết trơn á. Tiền ăn còn không có. Bạn trai gì? Yêu đương gì? Chưa có. Bởi vậy em đâu có hiểu được nỗi khổ của người thất tình đâu. Đúng rồi, em đâu có hiểu được nỗi khổ của người thất tình đâu. Mà em hiểu được nỗi khổ của người hổng xỉn á. Không nhậu đã bắt trả tiền rồi, còn bắt thiên về mệt chết. Biết vậy nãy nhậu xỉn luôn cho rồi, ăn uống no say luôn cho rồi đỡ lỗ. Bữa giờ anh thiếu em bao nhiêu tiền rồi? Sao nghe quen quá à. Nói hoài có thấy trả đâu. Thiếu 250.000 có thấy trả đâu. Để dồn lại, mai mốt anh lãnh lương anh trả luôn cho. Có bao giờ thấy lãnh lương đâu nói trả. Người ta hả, hàng tháng nha, nhận tiền từ quán đem về. Còn anh toàn mượn tiền em đem lên dân cho quán không à. Thì cái kiếp trước giống như em nợ anh vậy. Nhằn hoài. Thôi về. Không vậy. Không về. Nhận luôn. Nhận không? Ừ. Đúng không? Về trước. Ê. Đừng có bỏ anh. Anh xỉn quá anh đi về. Về mình không được. Về đứng dậy nhanh lên. Đứng lên. Đây tôi đưa về. Ê. Từ từ thôi. Trời ơi. Kính thưa bà con cô bác láng giềng, hôm nay Tư mời và bà con cô bác tới đây là có cái tiệc nho nhỏ để mà chiêu đãi cho bà con. Để chi? Để Tư tôi giới thiệu với bà con đó là thằng rể quý của tôi. Đó, thằng rể quý tôi nó tên gì? Nó tên là Quách Mạc Dũng. À, trước khi thằng rể tương lai của tôi xuất hiện, tôi muốn giới thiệu với lại bà con một tiết mục nho nhỏ kết hợp giữa hai cái trường phái cổ điển và hiện đại. Bây giờ bà con nhìn về đây nhá. Gangnam Style. Và bây giờ tới cái phần chính hôm nay là Tư tôi giới thiệu cô dâu và chú rể. Đầu tiên chú rể Quách Mạc Dũng. Đẹp trai.
Trời ơi, mày đâu đây? Con phụ rể mà. Phụ rể, chú rể đâu? Chú rể chồng. Kêu ra đây ông nội ơi. Thưa bà con, sau đây là chú rể Quách Mạc Dũng. Mời Quách Mạc Dũng. Tay là cái ghê vậy. Dạ bây giờ Ba vợ à, cái cây gậy con ba giấu đâu rồi? Gậy của mày mày giữ tao giấu chi? Dạ bây giờ Tư xin giới thiệu cô dâu là con gái của Tư, Lê Thị Bé Bãi. Để cái gì cô dâu? Thôi mày đứng đây cho nó dựa vô nó dìu đi, để tao vô tao lo con tao. Đây con ra đây, con ra đây, ra đây. À. Đó, thấy cưng không, thấy cưng không? Đó, xứng đôi vừa lứa, dễ sợ vỗ tay. Đẹp quá. Bây giờ xin mời bà con trật tự. Kính thưa bà con, sau khi thời gian hai đứa tìm hiểu với nhau và cảm thấy là hai đứa rất là hợp, cho nên hôm nay tôi mời bà con lên đây để ra mắt, làm một cái tiệc nho nhỏ ra mắt bà con thôi. Không, bây giờ trong thời gian chờ đợi ha, bà con ngồi chờ đợi món ăn để tôi dẫn con rể tôi nó xuống chào bà con. Đi con, đưa xuống chào. Ly nữa hả? Đi xuống chào bà con. Ly mệt. Thôi để tao dìu cho. Mày khỏi đi. Đây. Đi lẹ. Đi lẹ lên. Ba. Hả? Ba dìu hay ba kéo à? Đi lẹ lên. Con Ly không có kịp. Bữa tao nói lấy cái xe lăn đi không chịu. Thì sợ gia đình mình mang tiếng á. Thôi nè, chào chú Tám, Thím Tám. Đây là chú Hai, anh Chính. Đây là chú Chính, đây là cô Chính nè. Chị Ba, chào bà con đi con. Cô chú. Dạ con kính chào cô chú. Chào con, chào ông bác. Đúng. Bà. Dạ. Ông nói đúng đó chứ. Tôi mà không đi bữa nay tôi phí cả cuộc đời. Sao vậy? Vì sang năm đâu biết còn gặp chú rể hay không. Ê vô duyên. Nè anh Tám, chị Tám, tới nhà người ta ăn tiệc đừng nói nhỏ. Nói nhỏ giống như nói xấu gia đình người ta ha. Dạ, tới, tới ăn tiệc rồi ha. Dạ. Rồi thôi các anh các chị cứ ngồi tự nhiên ha. Đi qua bên kia chào bà con. Ê không được, quên. Dạ. Cậu Út mày nữa, chào cậu Út mày nữa. Cậu Út là ai á? Cậu Út mày ngồi đây nè. Cậu Út sao có một chút vậy? Nó nhỏ mà dai nó lớn. Chào nó đi, để nó buồn đó. Nó buồn nữa tối về nó bỏ ăn bỏ bú á. Dạ. Ừ. Con sợ cậu Út tổn thọ. Chào đi không sao đâu. Con kính chào cậu Út. Con chào con. Rồi giỏi à. Mày yên tâm đi, cỡ vậy nè. Cô chú gì mày bên đó nhiều lắm, tao mày dẫn vào bển chào đi. Cỡ vậy không á, đi. Nguyên một bàn luôn đây. Đây để giới thiệu, đây là chú Hai, đây là chú Ba, đây là cô Tư, bác nè bác Năm. Đây là chú Bảy. Cậu Ba. Đây thêm cậu Út nữa. Đó, cậu Út nghe không? Trời lật ơi. Chưa. Đây nữa. Là ai nữa? Bà cố nhỏ. Ôi trời ơi, ở đây nhỏ siêu mà vừa mập phự không à? Nhỏ mà da người ta lớn, hiểu không? Chào đi con, chào đi. Dạ, con xin chào cô chú và bà. Chào con. Nói thiệt, ổng nói là tôi không đi là uổng phí cả một đời. Tôi thấy tôi đi là uổng phí cả cuộc đời tôi. Sao không chạy nữa? Ai mà biết, xuống xe đi. Sao hả? Sao cái gì? Thì xe hư chứ sao cái gì? Xe hư sao không hỏi nó sao hư? Sao bà không hỏi nó đi? Thôi không? Tôi mà hỏi nó một cái nó trả lời tôi không chạy mất xác luôn. Sao hả? Thiệt là tức. Nói cho bà nghe, tôi thấy con của ông Tư mà lấy chồng giàu tôi phát thèm luôn á. Sao thèm? Thèm sống thèm. Bà coi con Hiền nhà mình học tối ngày. Đất ơi. Thằng bé Năm nó hiền lành, dễ thương, nhà giàu nữa. Con Hiền mà nó ưng một cái á, là tôi với bà đó là sung sướng cỡ nào. Thấy không? Tao phải đi cái xe cọc cạch này. Mà cái xe này cũng chướng nữa. Ở nhà thì máy nổ, mà đi ra đường chút là chết máy. Ôi cha mày! Mày có tiền mà muốn chạy sao mày lại chạy mày?
Dạ chào hai bác. Ủa bé Năm. Thằng bé Năm không sao. Lát mình về lùi xe. Không sao. Trời nóng mà mát không sao. À con chào hai bác. Bé Năm con. Dạ. Ủa hai bác đi đâu vậy? À, hai bác mới đi thăm ruộng về. Thăm ruộng hả? Ủa sao nó ngửa mem vậy? Nè cái chiếc xe này nè nó không có. Hai bác đi thăm ruộng bằng cái xe này. Vậy hả? Dạ. Ủa sao mình thăm ruộng mà đóng thùng đẹp quá vậy bác? À, cho nó lịch sự bà con. Cho nó ướt mem hết trơn rồi. Xin này nè. Xin cái gì? Tại trời nóng quá hai bác sẵn tắm luôn. Vậy hả? Rồi thôi hai bác lên xe đi con chở về cho. Hình như á là ông anh lớn tuổi hơn tôi á, đừng có kêu bằng bác, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ. Đây nè, bé Năm đây đó là bạn trai của bé Hiền nhà mình. Dạ. Thì kêu hai đứa mình là bác là đúng rồi. Dạ. Dạ con với bé Hiền quen nha, rồi trước sau có về chung ở nhà rồi kêu bác cho nó tiện. Rồi hai bác lên xe đi rồi để hai đứa này nó đưa xe này về cho. À đi đi đi. Cái gì? Đi. Đi. Hai cái chú mập ú này mà coi như mà leo lên xe tôi là xẹp lép xe tôi luôn á. Không sao, nó có gãy hư thì con sẽ mua SH cho hai bác đi. Ý, không được. Sao vậy? Ờ đúng rồi, thôi bác mua. Bác không thích SH. Tại sao? Thích cái gì? Tại vì cái xe SH nha, xe Tư Tư rồi. À. Bác không thích, bác thích cái xe nào hơn xe cha Tư. À, cái xe gì? Bác muốn xe gì? Su cao cao á. Rồi. Chạy nhanh hơn. Con sẽ mua su cao cao Yamaha chuồng chuồng cho bác đi. Yeah. À, nào, mời hai bác lên. Được rồi. À, mấy đứa bay. Hả? Tao hả? Ông ơi, con hả? À, bác nói hai đứa nhau không có nói con. À, khi cái xe nhà bác nha. Đấy, mời hai bác. Đi đi là bác. Gì vậy? Mời hai bác lên nè. Không mày nhỉ? Đi. Hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy. Bây giờ có đếm tới mai nó cũng ra số 28 đâu, ngồi đếm 4.000 lần rồi đó. Có để yên cho đắp mặt nạ không? Thiệt tình á, có cái gì đâu mà tối ngày không nhận thiệt hết chuyện. Cái mặt đẹp trai vậy đi làm ông già Noel phát quà cho trẻ em là sao không hiểu nổi. Đó cũng là công chuyện của tao. Chùa quá. Mà tao kiếm thêm để còn đóng tiền học phí nữa, rồi còn mang lại được niềm vui cho trẻ em nữa. Tao á, kiếm tiền trong 30 giây, không cần cực như mày. Tao xuống mày. Tao xuống. Hay là công việc của tao đó. Thế đó, tao dẫn mày đi làm. Ê mà mày cũng được á. Thay bộ đồ đi, vô sàn nhảy với tao. Mai đời mày khác liền. Mày đừng nói với tao là làm trai bao nha. Mày la lớn lên đi, mày la lớn đi, mày bắt lo giữa đường đó mày la đi. Tại sao lại dùng cái từ khiếm nhã đó? Phải dùng từ là mỹ nam. Thay vì Noel mày đi phục vụ cho trẻ em thì mày cũng làm ông già Noel, nhưng phục vụ cho mấy em già hơn chút xíu, sờm sờm hơn chút xíu, mà tiền nhiều hơn, đã lắm á. Thôi, chắc tao làm không được đâu. Nhiều khi tao thấy mấy bà còn già hơn dì tao, già hơn má tao, như bà ngoại vậy sao tao nhảy được. Như bà cố mày cũng phải nhảy. Hả? Nhiều tiền, mày đừng có cãi tao, mày đừng có cãi tao. Chứ như mày á, mày làm bác cái chuyện tào lao không à, có ngày chuốc họa vào thân nha con. Không, tao quan niệm á, sống tốt, làm chuyện tốt, rồi thế nào cuộc sống cũng sẽ bù đắp những điều tốt đẹp nhất cho mình. Cuộc sống có bù đắp cho mày đó. Đắp như leo bù đi. Ừ. Cho nó tỉnh. Nghĩ sao vậy? Nghe lời tao đi, làm người tốt cũng có kết quả đẹp đâu. Làm người tốt á, thường nghèo lắm ha. Mai mốt mà có mượn tiền á, đừng kêu tao nha. We'll be right back.
Con Hiền, trời ơi, sao mà chết ruột, chết trẻ vậy hả? Ông ơi, con Hiền, ông ơi, trời ơi, ông ơi, con Hiền. Bà bình tĩnh đi, ông ơi, không có gì đâu. Chứ cái gì vậy? Chờ chút, bé Năm. Bé Năm à, chuyện gì vậy? Dạ đâu có gì đâu, đây là phần nghi thức để cho cái buổi tặng lễ vật nó thêm phần long trọng. Đáng lẽ là còn định làm hoành tráng hơn nữa kìa. Định mời ca nhạc vũ kịch giao hưởng nhưng mà không có biết số điện thoại của người ta. Do đó mới đem cây nhà lá vườn chơi. Đó, bài vừa rồi là bài Tình Cha để tặng cho bác Năm. Bây giờ tặng cho bác gái đây, bài Lòng Mẹ Yêu Thương. À, Lòng Mẹ Yêu. Thôi, bé Năm. Ủa sao vậy bác? Bác vẫn chưa hiểu cái gì hết trơn á. Đó, đâu có cái gì đâu mà không hiểu gì mà cũng không hiểu. Rồi, bác sẽ hiểu. Dạ, chào hai bác. Okay. Cái mà bác thích đó. Trời đất ơi, cái chuyện gì vậy? Kính thưa quý vị, kính thưa bà con tại nhà mình, người ta thường có câu gì? Một túp liều tranh, hai quả tim vàng. Ôi, thưa lắm, thời này làm gì có vụ đó, bớt giỡn đi. Bây giờ, một túp liều tranh có nước bán luôn hai quả tim vàng đó, lấy tiền mà ăn. Hoặc là sao? Có thể chúng ta sẽ lẻ loi một mình nằm trên nệm ấm chăn êm, còn hơn là cười thật là vui trên chiếc giường gỗ cứng ngắc. Chính vì là đó, cho nên hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đến ông bà Tám. Chúc mừng ông bà Tám được nhận một phần quà tài trợ từ công ty của ông Năm Hối. Đó chính là chiếc xe Chú Cao Cao. Trời đất ơi, tặng quà cho người ta mà ông vẽ hình ổng để trước đầu xe giống như để trước đầu hồn vậy trời. Vậy ê, bác sao trời, không phải đừng nói gì vậy chết con bác á. Cái này là hình ảnh của người nhà tài trợ chính. Hình ảnh của nhà tài trợ. Đây, dạ. đây Thấy không, giống không? Nè, kính tặng, xin đừng bán, cứ giữ xài. Ướm lắm luôn á. Thử không bác? Thử ra con. Thử đi. Bà cầm tôi bà. Trời ơi, ông có chạy được không? Được mà. Con à, dạ. Cái xe này mạnh không? Mạnh lắm bác. Mà nó dễ chạy lắm như chiếc Sally vậy đó. Nhưng mà nó có Ambeya. Bóp Ambeya lại rồ ra cái buông Ambeya nó giọt. Mạnh lắm á nha. Mạnh. Nhanh phải không? Ừ. Mạnh nhanh hơn xe cha Tư được bà. Dạ. Bác chịu à. Dạ. Cảm ơn đi con. Dạ. Thử đi bác. Nào, để cho buổi thử xe vô cùng long trọng thì xin dàn nhạc chỗ bài về dưới mái nhà. Cô đã nói là xe mạnh lắm mà. Chứ như mày với mày làm bạn gì mà lao không hà có ngày trước hoài rồi. Không, tao quan niệm sống tốt, làm chuyện tốt, rồi thế nào cuộc sống cũng sẽ bù đắp những điều tốt đẹp nhất cho mình. Cuộc sống có bù đắp cho mày. Nghe là tao đi, làm người tốt không kết quả đẹp đâu. Làm người tốt á. Chết mày đi. Anh làm gì đánh người ta như vậy? Không phải chuyện của mày, chuyện của tao. Mày tránh ra. Mày xuống đây. Trời đất ơi. Làm gì đánh người ta như vậy? Mày ra đây coi. Chuyện này không phải chuyện của mày. Tránh ra. Mày. Anh mà nhào vô tôi không nhịn anh đâu nha. Mày không nhịn rồi mày làm gì tao? Hả? Mày hả? Mày dám quýnh tao? Mày sao mày dám? Mày quýnh tao cái nữa coi. Lại nè. Làm gì quýnh tôi? Mày sao mày quýnh bà tao? Mày dám quýnh tao hả? Mày buông ra đi. Buông ra đi. Ôi trời ơi, sao đau quá vậy ta? Cái ông này ông nhỏ con cũng đánh dễ sợ rồi trời. Ây da,
Tôi rồi. À. Chú bị sao vậy chú? Ai vậy? Con Ben nè. Con. Mũi chú bị gì mà chảy máu vậy? Đâu có. À. Chú bị chảy máu cam. Con ăn đồ nóng con bị chảy máu cam không? Dạ có. Thì đó, chú đi trời nắng nóng, chú cũng bị chảy máu cam. Dạ sao chú? Còn hỏi sao vậy nữa, biết rồi mà. Kêu cô Hiền á. Ừ, kêu cô Hiền giùm chú đi. Lần nào chú bị gì cũng kêu cô Hiền á. Thôi đi đại đi ông, nhiều chuyện quá. Cô Hiền ơi, chú Hồng bị đánh rồi. Trời, người ta nói bị chảy máu cam mà nó nói thành bị đánh, quỷ này. À, sao rồi con? Nó tránh sao? Chừng nào con mới về quê? Con có mua ít đồ cho ba má đó. Lần sau về là con đem về cho ba má luôn nha. Thôi khỏi, con hứa hoài à, đâu có thấy về đâu. Thôi dần vậy, ngày mai á ba má lên thăm con, sẵn á, dẫn thằng bé Năm lên rồi nói chuyện hai đứa luôn. Anh Năm Ròm con của bà Bảy á hả ba? Trời ơi, cái thằng Năm Ròm nó xấu gần chết ốm vô ốm nhách à. Ba nói là thằng bé Năm, thằng bé Năm mà hay uống trà với ba đó. Trời ơi, cái ông Năm hói đó già thấy một cũng muốn già hơn ba nữa. Ba đã quyết rồi, con không được cãi. Vậy đi. Nè, quà của con nè, Giáng sinh vui vẻ. Nhận quà của ông già Noel đi kìa con. Ủa, sao con buồn vậy? Ông già Noel ơi, con không cần quà. Đổi lại, ông cho con một điều ước được không mau? Được chứ, ta là ông già Noel mà. Vậy con muốn ước điều gì nè? Dạ, con ước sinh nhật này, ba con sẽ về với con. Ha ha ha, tưởng chuyện gì, ta chấp nhận điều ước của con. Sinh nhật này ba con sẽ về với con nha. Thiệt hả ông? Ừ, vậy thì bây giờ con nhận quà của ông già Noel nha. Dạ, cảm ơn ông. Trời ơi, anh hứa với con tôi vậy thì tôi biết phải làm sao nè. Ủa vậy chứ ba của đứa bé đó gì? Tôi chia tay, tôi cũng sống với nhau không hạnh phúc. Anh không có cho tôi tiếp xúc. Bởi vậy, tôi ly thân rồi, tôi chịu không nổi. Xin lỗi, tôi không biết. À, hay là bữa đó anh giúp tôi làm ba của con tôi được không? Hả? Dạ. Chào anh Năm đi. Dạ. Chào anh Năm đi. Dạ, em chào anh bác bé Năm. Ừ, gì vậy? Thôi, được rồi. Có chữ anh là con vui rồi. Con vui thì được rồi. Ba má khỏe không ba má? Nhớ mẹ. Ba má. Nhờ bé Năm nè, nó lo cho ba má đủ thứ hết trơn á. Con tặng quà, tặng quà. Trời ơi, cái gì vậy? Quên. Say đắm quá. Anh tặng cho em nè. À, đây. Ba ơi, con không nhận đâu. Nó nhận mà. Ba. Ông Hiền mới nhận đó con. Dạ. Dạ nhiều lắm Hiền ơi. Ba ơi con không nhận đâu. Ừ đây. Hiền mới nhận, Hiền mới nhận. À, cảm ơn con. Hiền thôi mà. À cảm ơn nha. Thôi mà ba ơi. Con cái này. Cái này Mr. River. Dạ ơi con không nhận đâu. Con không nhận đâu. Hiền mới nhận đây khác. Nhận mà không nhận. Ở đâu anh? À? À đây, đây bắt cắt rồi. Trời bác lẹ quá. Vô duyên quá. Trời vô duyên. Em. Dạ. Nghe bà nói nè. Con gái á, không cần học nhiều. Lấy chồng lẹ lẹ đó cho ba má nhờ là được ha. Vô duyên. Ba ơi, ba đừng có bắt con lấy chồng. Ừ. Ba cho con học xong rồi tính nha ba. Đúng rồi đó. Đúng cái gì? Để em đi. Ba đã quyết định rồi. Tuần tới, ba má sẽ làm một bữa tiệc để hai đứa ra mắt bà con chòm xóm. Liệu hồn mà thu xếp về nha con. À. Phải không bé Năm? Dạ bác nói đúng, nghe lời ba đi em.
Bà nói rồi đó, tuần tới mà con không về coi như ngày đó là ngày giỗ của ba đó. Hả? Nghe không? Đi về. Ba. Ba cái gì? Ba Năm. Dạ. Để bác ra ngoài bác kêu tài xế mở máy lạnh trước cho con lát ra khỏi bị nóng nghe. Dạ, con cảm ơn ba. Nhớ đó, đi. Ba ơi. Ba. Ba cái gì? Đi. Hả? Tài xế mở máy lạnh lên nha. Đây, anh biết là em rất thích nhảy cổ động đúng không? Anh đã mua tặng cho em qua Mỹ mua luôn đó. Mấy cái gì cổ động? Đây. Tặng em. Thôi được rồi. Nãy bé Năm nói là bé Năm trẻ, bé Năm khỏe đúng không? Quá khỏe, bạn phạm trong mắt. Nếu như mà bé Năm nhảy được một bài trong cái đĩa này á thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Được, bắt đầu anh tập nhảy hip hop. Tôi ngồi dậu đây, ngồi dậu đây. Ê, nhìn vậy hiểu không? Rồi, yeah. Khỏe chưa? Khỏe rồi đó. Nè, lội vô. Vậy là hiểu rồi đó. Ừ, rồi, đúng rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ mình tập cái gì phức tạp đó, cái này nó dễ quá. Có chứ. Hả? Muốn khó không phải không? Ừ. Ra đây. Ừ. Quạt đi, quạt đi. Khó hơn mà được. Khó dữ hả? Tôi làm được không? Được, chừng nào gãy cổ tính. Có cái nào dễ hơn chút không? Dễ hả? Có chứ. Mát không? Mát xong mát. Đi ra làm. Hả? Mấy đứa lấy nón giùm anh đi cưng. Cái này nãy là anh yêu cầu là dễ đúng không? Thì anh nên chú ý dễ nhưng mà không đơn giản nha. Đưa nón đây cưng. Đây. Cảm ơn cưng. Ủa cái này là tiết mục chạy xe sao đội nón bảo hiểm? Không phải, cái này là dụng cụ để hỗ trợ cho chiêu nhảy rồi thôi. Cái chiêu nhảy nó mang tên là Phi Thiên Cước. Oppan Gangnam Style. Hiểu chưa? Đó, bây giờ là tập là đội nón, hiểu chưa? Còn khi nào mà ra diễn cho Hiền coi là không được đội nón. Không đâu nón rồi, tóc nào tao chảy đầu. Thì đó ra kiểu tóc mới, thiếu lâm tự. Thôi được rồi, để tối tao tập. À, tao tập, tao tập trên giường nệm trước. Bà nói rồi đó, tới con không về, coi như ngày đó là ngày giỗ của ba đó. Tại sao ba cứ ép con vậy? Sao ba không hiểu cho hạnh phúc của con, không hiểu cho tương lai của con? Sao chị ngồi ngoài này? Có chuyện rồi phải không? Để em nghe đi. Thì chuyện ông Năm hói đó, tình hình căng quá à. Chị nói chị có người yêu là được rồi. Mà chị đã có người yêu đâu. Vậy chị kiếm đại người nào? Chị dắt chị về quê, ra mắt ba má chị. Người nào mà thân thiết nhất và chị tin tưởng nhất sẵn sàng giúp đỡ chị. Thiệt. Nhưng mà sao em nói là về quê em vui lắm mà anh chưa thấy vui gì hết trơn á. Phải về tới nhà em mới thấy vui, ở đó đông người lắm. Chứ ở đây mà vui cái gì.
đang cần cho. Ủa, nhà em hôm nay có tiệc hả? Bộ lần nào em về nhà em cũng tổ chức tiệc sao? Ôi, lẹ, trời ơi, đưa ba cái này đây. Có, lẹ đi con. Đây. Vô đây, trời ơi, về là tốt rồi. Vô. À đây. Dạ bạn con. Bạn con dạ, vô đây luôn. Bác. Vô đây con. Vô đây. Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi chính là MC của app này. Chút xíu nữa tôi sẽ đến từng bàn từng người, tôi gửi cho mọi người một cái cặp music. Hễ mà có đám gì thì cứ việc kêu tôi làm cho. Và hôm nay tôi làm cho đám của nhà của ông Tám, bà Tám. Và bây giờ thì xin phép đàn trai được ra mắt đàn gái. Ủa, hôm nay đám cưới của em hả? Vui quá ha. Anh chờ chút đi, hồi vui nữa. Hôm nay chú rể muốn trả bài cho cô dâu để cho cô dâu tâm phục khẩu phục. Dạ rồi, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các bạn chú rể tương lai, đó chính là ông Năm. Thôi. Sao vậy? Ôi, nhìn thấy cái ống đó là tao khỏe rồi. Khỏe rồi hả? Vô. Rồi, đỡ lên. Đằng này quay, đó. Đó, như vậy là người yêu đáng kính của em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Phải không em? Kính thưa quý vị và các bạn, đó chính là những lời phát biểu thật là dễ thương của chú rể Năm Hối. Còn bây giờ thì xin được mời đại diện của nhà gái có đôi lời phát biểu. Dạ ai ạ? Dạ đây hả? Dạ đại diện luôn. Dạ kính thưa bà con, cô bác, thật sự thì con cũng có một chút tình cảm với bác Năm đây. Wow. Nhưng không phải là tình yêu đâu. Mà là tình cảm của một người cháu dành cho một người bác. Thật sự thì con đã có người yêu rồi. Và đó cũng sẽ là chồng tương lai của con. Ai? Còn có cái gì? Ai? Hiền, ai là chồng tương lai của em vậy? Em nói cho mọi người nghe đi. Dạ đây là chồng tương lai của con. Hả? Dạ không, dạ không, dạ không. Hiển. Anh không. Dạ không phải. Dạ đúng rồi. Không sao, không sao. Nếu có chồng rồi thì bỏ chồng, con cũng lấy. Thì chưa con. Thấy bé Năm rộng lượng chưa? Dạ nhưng mà con đã có bầu rồi. Hả? Cái gì? Bà bầu, có bầu. Có. Dạ không có, dạ không có. Dạ 2 tháng rồi. 2 tháng hả? 2 tháng. Hả? Có bà 2 tháng rồi. Mấy Năm, bình tĩnh con. Con thiệt. Ê mày, tao lớn mày mấy tuổi nha mày? Bất dạy. Quýnh nó mày. Trời, tụi mày quýnh gì tao không thấy gì hết trơn. Trời, để tao đánh. Để tao đánh. Mày đi. Trời ơi chết tao rồi. Trời ông Năm này ông đánh chi mà ác dữ trời. Thấy chưa? Khước đầu té ra thấy chưa? Ây da, ơi mệt quá. Bây giờ tao nói thiệt nha. Tụi bay lấy hết lễ vật đem về. Lấy luôn cái xu cào cào đem về. Ê con, nó xe của ba mà. Ê mày hổ nha mày. Tao lớn tuổi mày nha mày. Tao lớn mày mấy tuổi mà cứ con mày mất dạy. Nhưng mà xe đó của bác mà. Hả? Tao chưa sang tên. Rồi đi về bay, tao kiếm em khác. Lấy em nè. Đó, thì... được không? Hết rồi. Về bay. Không ăn gì hết. Giải tán. Em la hoài, người ta đau muốn cho la. Mày hay quá, vừa chưa? Đau phải không?
Thì làm mạnh hơn. Làm mạnh hơn cho mày bớt tào lao đi. Tối ngày lo chuyện bao đồng hả? Giỏi lắm hả? Giúp người đó giờ cái mặt vậy đó. Mày muốn giết tao hả? Cho mày chưa. Nhưng mà bữa đó mà không có tao á là Hiền bị ba mẹ bắt bỏ học, lấy ông Năm Hối rồi. Mà tao không hiểu tại sao Hiền lại làm vậy với tao. Ê tao hỏi thiệt, mày là cái loại người gì vậy? Trời, tao không biết tao xếp mày vô cái thể loại gì luôn á. Loại người tốt? Không, mày là người ngu. Mày hiểu không? Mày làm ba cái trò không ai mượn hết trơn á. Ủa rồi mày làm người ta đánh đầu mày vậy đó rồi, mà mày còn binh người ta được nữa hả? Ê, bây giờ á, thích á, kêu nó qua nó lo cho mày đi. Tao đi ngủ, tối tao đi show với mấy em của tao. Ủa tao, tại sao tao phải lo cho mày đúng không? Kêu nó qua nó lăn trứng cho mày đi. Ê, không chơi cái trò bỏ bạn nha. Bây giờ nhắc tới Hiền á, sao tao sợ quá. Biết sợ hả? Tao nổi da gà luôn á. Để tao nói cho mày nghe nè. Sống ở đời á, nhiều khi đừng có tốt quá, không được cái gì đâu. Tao nè, tao tốt nhiều rồi, cuối cùng tao nhận được cái gì? Nothing. Nhưng mà từ khi tao chuyển qua sống thực tế, tao sống thực dụng, mày chửi tao, tao biết. Nhưng tao được cái gì? Tao có tiền xài, tao có xe tao chạy, tao có điện thoại để tao gọi. Đúng không? Vậy thì mày tốt để được cái gì? Tốt để được cái gì hả? Tại mày suy nghĩ tiêu cực thôi. Mày cứ làm chuyện tốt đi, rồi mày sẽ gặp tốt. Chừng nào? Thì mày chờ đi. Chờ tới khi nào? Tới khi tao đập mày bờm đầu vậy hả? Hả? Đối với tao bây giờ á, nhân đạo là tự sát, tàn ác mới huy hoàng, mà làm càng là trường thọ. Mày nói gì nghe ghê vậy? Châm ngôn sống của tao đó. Sống theo tao đi, rồi mày sẽ thấy cuộc đời mày thay đổi. Biết chưa? À, đau quá. La hoài. Muốn có tiền á thì đi với tao. Hai bộ đồ. Làm việc tóc mới. Nhảy với mấy em chút xíu thôi. Vậy đời mày sẽ thay đổi. Thằng Quỷ, kiếm em muốn chết luôn hả? Trời đất ơi, có phải mày không? Phải vậy mới ra mày nè, bận vậy phải giống hết coi ghê không? Trời đất ơi, con sao bộ đồ nhìn quen quen mày? Không nhìn ra hả? Hả? Đồ của mày á. Gì? Thấy đồ tao hả? Ừ. Mày hay quá ha. Ok đi, giúp mày luôn. Mày sao cái mặt dán chi băng keo vậy cha? Tao bị đau. Rồi đau không? Tao coi coi. Ây da! Mày làm gì vậy? Để cái mặt tiền làm ăn ông nội dán lại như bệnh hoạn vậy đó. Để tươi lên, cười lên. Trời ơi, đầy cái chút xíu như cái cục ghẻ dán chi cho mang tiếng vậy. Bạn bè thân lắm á, tao mới giúp cho mày tìm được một em trẻ đẹp, tươi, dáng chuẩn, thương lắm. Thiệt không đó? Nhìn kìa. Ê, được không mày? Mày thích hả? Trời, con mặt nhỏ đẹp quá trời luôn. Nhỏ đen đúng không? Được chị, chị người ta chửi. Nhìn kỹ lại lần nữa đi. Chừng nào mà tao chớp mắt, ai đá lông nheo lại với tao là em của mày. Nhìn kỹ lại nha. Hả? Em của mày hả? Có lộn không vậy? Già hơn má tao nữa. Nghĩ sao già vậy? Cái mặt người ta vậy mà già cái gì? Mặt hơi cũ chút xíu thôi. Thôi thôi. Dưới đây mà la cái gì? Nhìn em tao nè.
Thôi không có hung nữa, hung tiền di trùng không. Mày không cho tao hung thì tao hết. Mày cái tin là mày hết hồi nữa là vô luôn số 0 là mày còn 10 đô nha con. Giờ tao không hết thì tao nhai được không? Cái thằng này nó hướng thiệt. Mà mày thấy bạn mày nói đúng không? Hả? Theo tao sớm xíu phải khỏe hơn không? Hả? Vừa được vui chơi, nhảy đậm, ca hát, ăn uống không phải trả tiền mà còn được người ta cho tiền. Ở đâu ra đúng không? Ở đâu ra? Mà con vẫn quỷ gì nó ăn ghê thiệt, nó ăn như bò ăn. Nó bưng dĩa trái cây ra nó quất không còn cái gì luôn. Trời ơi, còn có miếng ổi cuối cùng nhỏ xinh cái nó quất luôn. Chết đói thiệt. Mày coi tao nè. Bắt đầu từ ngày mai tao sẽ sống thực dụng. Cảm ơn mày nha bạn Hiền. Thằng khùng. Taxi. Để ra coi. Mới nói thực dụng liền hả ta? Mà sao nó bỏ mình vậy? Ê! Cho tao! Thằng quỷ! Sao nó thực dụng dữ vậy trời? À gì anh? Đâu có đâu, bạn cùng phòng. Lạng quạng là chết với em nghe chưa? Có, của mình em mà. Thôi mình đi ăn game nha. Ăn game chuối nha. Quỷ nè. Anh làm gì vậy? Nó kêu sao hồi đen tới mà nếu không trả tiền nó chém hả? À, rồi. Giữ tụi nó lại, anh quay về trả tiền liền. Ok, quay lại trả tiền liền. Ok, mấy đứa, thôi con phụ mình nha. Trời ơi, không hiểu sao mà xui xẻo gì không biết nữa. Anh đập đầu vô kiến, làm bể cái kiến phong thủy của bà chủ. Bà chủ bà giận anh, bà đuổi việc anh, bà thay quản lý mới rồi. Không, em cẩn thận nha. Hùng, sao chưa vô làm việc? Ở đó còn nhiều chuyện nữa. Cẩn thận nha em. Ê, biết chuyện Năm Hối chưa? Bé Năm. Thằng bé Năm là của ông. Còn cả cái xóm này người ta kêu là thằng Năm Hối. Thôi được rồi, bà muốn kêu gì bà kêu. Nhưng mà chuyện gì? Ê đừng có nói tôi là giả bộ, không biết nha. Đó, cặp kè với con nhỏ nào đó. Tối nó cho uống thuốc ngủ. Xong rồi nó gom hết tài sản nó đi. Sáng ra bà con người ta phát hiện được, chở vô bệnh viện. Chứ không thôi giờ xanh cỏ rồi. Thiệt không? Ủa chứ không lẽ tôi đặt điều. Nhận. Cha nó hư dễ sợ luôn. À, mà cũng có người á, cũng đâu có nết gì, đòi ép gả con. Mai á, mà chưa có là bắt con gái về ở nhà ta, không thôi là giao trứng cho ác. Nè ăn đi. Cảm ơn em nha. Không, em tốn với anh quá. Anh bị đuổi, thất nghiệp, không có tiền sinh sống. Nhờ em đem về đây nuôi, lo cho ăn, lo cho uống. À, lấy anh ly nước đi. Nước nữa hả? À. Sao tự đi lấy đi? Bệnh, đau. Đau cái đầu cũng lấy nước được vậy? Đi nó động. Đem về nuôi mà còn phục vụ nữa. Nè ông nội. Cảm ơn em nha. Ê, lấy mình cái tâm đi. Thôi đại đi. Bữa đó đó, tôi còn định đánh anh thiệt luôn á. Nhưng mà khi thấy anh bị như vậy, tôi lại tìm cách giúp anh nữa.
Hùng yên tâm đi, đã là người tốt á, ông trời lúc nào cũng thương hết á. Nhìn mặt Hùng á, chắc chắn là tốt. Còn mặt anh sao? Mặt anh hả? Lúc trước xấu, sau xưng tốt, xấu xưng tốt. Anh Hùng. À hả? Anh Hùng ơi, anh Hùng, anh Hùng. Trời, cô nữa hả? Qua đây chi đây? Tính vụ tôi chuyện gì nữa đây? Thôi nha, tôi là Hùng khác rồi nha, phải Hùng cũ đâu nha. Tôi không có hiền đâu đó. Giờ tôi không làm người tốt nữa đâu. Đó, thấy ông đó không? Mới bị tôi đánh u một cục kìa. Anh ơi, em qua đây á là em muốn xin lỗi anh. Với lại á, em muốn cảm ơn anh chuyện buổi trước á. Ủa anh, nãy anh nói anh quấn ổng, sao giờ ổng ngồi ăn mì vậy? Ờ thì tôi cho ăn mì lấy sức để lát anh tiếp. Đánh hoài ta xỉu sao? Mà thôi thôi, con hổ nhiều quá, con đi về đi. Tôi làm người tốt ở đâu. Thôi 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 thôi. Con nghe rõ rồi đó nha, tôi không làm người tốt ở đâu đó, đúng không Hòa? Đúng. Anh đúng. Kêu tôi đừng làm người tốt nữa đúng không? Để tôi về. Không không, anh ngồi xuống đi. Tôi không làm gì xấu với anh đâu, tôi chỉ làm việc xấu với người khác thôi à. Em uống nước không? Tôi là Hùng, ông già Noel. Nhưng mà anh tới đây, tôi chỉ giúp cô lần này thôi đó nha. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh giúp thì giúp cho trót nha. Làm mai đứa bé cho giống, tại lát nữa còn khách khứa nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng. Con ơi, con ơi, ba về nè. Anh ngồi đây nè nha. Con ơi. À, sau này mình đi coi phim nữa nha. Trời ơi, coi sở thú luôn. Trời ơi, em mà vợ chồng em đẹp nhất luôn á. Hết chối cãi hen. Ồ, quen em hả? À, anh này chắc gì kiều nhật nè phải không? Hả? À, nhìn mặt đẹp trai nha. Chồng em đó. Thôi đi chồng. Dạ, chào chú. Mày giả nai để mày lái máy bay hả mày? Hả mày? Ông cố á. Cô! Đừng ông xã! Chạy lên yêu! Chạy lên yêu! Tránh ra! Cậu phản bội! Đứng lại! Uống từ từ thôi. Ủa? Ai vậy ba? Chắc là khách của mẹ đó. Chào anh. Mời anh ngồi. Con qua đây nè con. Mẹ anh ngồi. Trời, anh tới sớm quá vậy. Anh ngồi xuống đi. Anh đừng có ngại. Để tôi lấy nước cho anh uống nha. Em ơi, có khách tới kìa. Nhớ lấy nước cho khách nha. Ai vậy anh? Nè, có này kiếm em nè. Ai? Ủa, anh này là ai mà vô nhà người ta la ông sùm vậy? Ai? Anh là chồng em. Anh là chồng em. Nhưng mà anh là chồng thiệt. Hả? Đứng lại! Đứng lại mày! Đứng lại! Mày mất dạy! Khoan! Cái gì? Nó đã mất tiêu rồi. À,
tôi. Trả lời rồi. Sao tôi không trả lời? Nói vậy là con không có bầu với thằng Hùng. Dạ không có đâu ba. Tại vì á, hôm đó ba cứ bắt con cưới cái ông Năm Hối nó hoài, cho nên con mới phải giả bộ nói vậy. Cái gì là tốt, hay ê, quá. Đúng rồi, hay đỡ quá. Đỡ nè. Ép ép con hoài. Dạ đúng rồi bác. Chuyện tình cảm á, không ép được đâu. Nè, má thấy thằng Hùng được á, còn thương nó phải không? Vậy thôi, cưới luôn đi. Dạ đúng rồi bác. Chị Hiền á, thích anh Hùng lắm á. Thích cái gì mà thích? Biết nó tốt xấu ra sao rồi mà kêu con Hiền ưng nó. Má, anh Hùng á, anh tốt lắm á, anh hay giúp đỡ người khác. Dạ đúng rồi bác. Anh Hùng hả? Anh là một người đàn ông rất là tốt. Anh không bao giờ làm chuyện gì xấu hết á. Ngay cả con ruồi, con muỗi, con kiến á, anh còn chưa dám giết nữa đó bác. Nói vậy là con muỗi cắn để cho nó cắn luôn à? Dạ, dạ đúng rồi. Nghĩa là thằng này đúng là người tốt, hiền đó. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại mày. Ý mà con nói là làm người tốt. Mày hả? Trời ơi, sao mặc đồ y chang tao vậy? Hèn chi mấy người kia dí lộn tao. Đang dí tao. Tưởng mày là tao nó dí lộn mày đó. Ê nhưng mà không sao mày ơi. Nhờ vậy mà trong cái rủi nó có cái mai. Nhờ dí lộn mà tao mày thoát vô nghỉ. Ừ. Mày hay quá ha. Tao đã lựa cái áo mà cái màu tao nói thiệt là độc quyền luôn, không đụng hàng luôn. Vậy mà mày cũng mặc trùng cái màu tao được thì tao nể mày luôn. Cái áo đó là áo của mày á. Lấy đâu à? Thì trong tủ của mày chứ đâu. Trời đất ơi, cái áo tình nhân của con đó ba. Trời đất ơi, áo tình nhân gì mà hai cái ông trai. Thằng Phi Phi make up yêu thui. Dạ. Nó bắt tôi bận áo giống màu nó. Trời trời, quỷ mà hại trong không mà thiệt cái thằng này. Ê, rồi. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Thằng này bị khùng. Địch tới. Cái trà thảm họa. Đi nhưng mà không phải thảm họa của mình. Thảm họa của mày. Cái gì vậy? Ai? Hai vợ chồng bữa dí mày á. Trời ơi, chết cha. Ê, 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 tới đây để xin lỗi anh. Xin đã kể tôi nghe hết rồi. Tôi đã hiểu lầm anh. Mong anh thông cảm. Ghen gì mà ghen dữ vậy ông nội? Đúng rồi đó. Ghen quá là mất khôn, hiểu chưa? Thấy anh chị đoàn tụ vậy thì tôi cũng vui rồi. À mà nghe nói là anh mới ra trường phải không? Đúng rồi. Công ty tôi đang có một vị trí quản lý đang cần. Có thể tôi mời anh về làm việc được không ạ? Nếu được như vậy thì mừng quá. Nhưng mà xin phép cho tôi một điều kiện. Tôi cần một trợ lý. Nhìn lại cái mặt mình đi. Tôi gửi. Dạ, anh quản lý để em. Dạ, tôi là trợ lý và đại diện quản lý nhận. Dạ, mời anh. Mong là tuần sau tôi gặp anh ở công ty. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh nha. Còn mày làm sao? Mày có một thằng trợ lý rồi, tao không muốn làm trợ lý của trợ lý. Cảm ơn anh. Dạ. Thương lộ bình an. Dạ. Oh yeah. Vậy là có việc làm rồi. Yeah. Nhìn lại cái mặt mình đi. Không có đẹp. Không có đẹp. Nhưng mà nó đẹp. Anh Hồng. Còn chị Hiền thì sao? Chị Hiền hả? Chị Hiền đâu có liên quan gì tới anh đâu.
Hiền yêu anh đó. Không phải chị Hiền có bồ rồi hả? Bồ đâu mà bồ. Anh nói vậy mà nghe được. Nếu như có bồ, tại sao lại rảnh rỗi đi nhậu cùng anh để nghe anh tâm sự? Nếu như có bồ, tại sao lại xích dầu gió chăm sóc cho anh hên gặp chuyện tào lao bị người ta đánh? Nếu như có bồ, tại sao lại đứng ngồi không yên hên gặp chuyện? Nếu như có bồ, tại sao cho anh mượn tiền mà không cần phải trả? Vậy bồ chị Hiền là ai? Là anh đó, là anh đó, anh biết không? Vậy mà anh cứ vô tư, anh không biết cái gì hết. Trời, nhỏ này thuộc lòng ghê ha. Ở em đâu có tâm anh à. Người ta ở chung phòng mà làm gì không biết à. Em nói cho anh biết nha, ba má chị Hiền lên Sài Gòn rồi, đưa chị Hiền về quê lấy chồng đó. Bây giờ chị Hiền đã hôn xếp quần áo đó. Thì đâu có gì đâu, chuyện của chị Hiền mà, anh đâu có liên quan. Bộ mày tính bỏ em Hiền à? Hiền ơi Hiền, Hiền ơi Hiền, Hiền ơi Hiền. Dạ hai bác, nãy giờ hai bác nghe hết rồi hả? Vậy thì con cũng muốn xin hai bác là đừng có bắt Hiền về quê. Tại sao? Tại vì con có chuyện muốn nói với Hiền. Nói đi. Hiền ơi, anh muốn nói với em là nói. Nói đi con. Dạ 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 là nói đi. À, anh thiếu em nhiêu tiền vậy? Cái gì vậy? Không. Dạ không. Trời ơi, cái thằng này giờ này mày nói chuyện tiền bạc nữa. Sao mày không nói những cái lời thành thật từ trong tâm mày thì có bao nhiêu tiền nó cũng bỏ qua hết. Nói đi. Muốn nói với em là nói đi. Chừng nào có tiền anh sẽ trả em nha. Ha. Dạ không. Ha. Cái gì? Hiền. 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 Hiền, yêu anh em dám không? Yêu anh em dám không? Dám không, dám không. Yêu anh em dám không nè? Yêu anh em dám không? Yêu đôi lúc lặng lẽ, cố giữ kín đi những lời chưa nói. Từng ngày em vẫn chờ mong, có lúc tình yêu tưởng chừng phai nhòa. Anh không có giàu sang, nghĩ đến tương lai vẫn còn hoang mang. Vì anh không có hào hoa, chỉ có trái tim rất thật.